Đêm qua, một quả drama đã nổ khiến cho bao cư dân mạng đang định ngủ sớm heo thì lại phải căng mắt hóng biến. Cụ thể, ông Nguyễn Nhật Anh, giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam, đã bất ngờ gửi lời xin lỗi trên fanpage chính thức của Nhã Nam. Theo đó, ông Nguyễn Nhật Anh gửi lời xin lỗi đến một nữ nhân viên trong công ty mà theo ông là do vô tình nên đã làm phiền và có thể gây tổn thương với cô ấy. Đồng thời cũng trong bài đăng, giám đốc Nhã Nam gửi lời xin lỗi đồng nghiệp, bạn bè, các đối tác thân thiết và các độc giả yêu sách Nhã Nam. Ông cho biết đây là bài học để hoàn thiện mình. Lời xin lỗi. Tôi là Nguyễn Nhật Anh, giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Thời gian qua, có nhiều tin đồn liên quan tới những gì đã xảy ra trong quá trình làm việc của tôi và một nữ nhân viên trong công ty, khiến tôi thấy đến lúc cần nói lên một số điều gửi tới những ai quan tâm. Tôi đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với cô. Những hành động này không vượt quá các giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể. Nhưng điều tôi không lường được là vô tình gây bối rối, làm phiền và có thể gây tổn thương với cô ấy. Cho đến gần đây tôi mới biết được tôi đã gửi lời xin lỗi chân thành tới cô ấy vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Hôm nay tôi cũng muốn xin lỗi đồng nghiệp, bạn bè, các đối tác thân thiết, các độc giả yêu sách Nhã Nam vì đã bị làm phiền bởi rất nhiều tin đồn sai lệch trên mạng về câu chuyện trên. Tôi vẫn tin vào sự tích cực của mọi điều đã xảy ra. Tôi coi đây là bài học để hoàn thiện mình. Trân trọng. Mặc dù lời xin lỗi đã được đưa ra vào đêm muộn, thế nhưng ngay sau khi được đăng tải, bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều người khẳng định lời xin lỗi lúc này mới được đăng tải là quá muộn màng, bởi lẽ dân tình đã dầm dàn lan truyền câu chuyện này. Mà thực tế, trong cái lời xin lỗi này có những chi tiết khiến người ta cực kỳ cấn. Mặc dù xin lỗi, nhưng ông Nhật Anh vẫn cố tình lấp liếm rằng mình có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với một nữ nhân viên, nhưng không ngờ đã vô tình gây bối rối, làm phiền và có thể gây tổn thương tới cô. Và ông ta vẫn cho rằng những gì gây xôn xao dư luận chỉ là những tin đồn sai lệch. Và khôi hài hơn, trang hiệp sĩ Nguyễn Nhật Anh này cùng Nhã Nam đã từng công khai biên soạn bộ sách phòng chống quấy rối tình dục dành cho trẻ em. Ảo nhất là slogan không là không thì chính tay giám đốc đã vi phạm. Trước đó, hàng loạt trụ cột của Nhã Nam bất ngờ nói lời chia tay với nhà sách này. Ngày 15 tháng 4, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang thông báo dừng hợp tác với công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Trên trang cá nhân, tác giả cho biết đây là một quyết định được xem xét và suy nghĩ kỹ. Ông thấy có trách nhiệm thông báo điều này tới các bạn đọc. Những người có thể sẽ ngỡ ngàng khi thấy sách của ông với logo công ty sách Nhã Nam và thiết kế bìa quen thuộc thời gian tới sẽ không ở trên kệ sách nữa. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang không chia sẻ lý do cụ thể dừng hợp tác với Nhã Nam nhằm bảo đảm được tính chặt chẽ về pháp lý. Ông khẳng định, quyết định này hoàn toàn không tới từ một bất đồng liên quan tới tài chính hay tới chất lượng của việc sản xuất và phát hành sách. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cho biết tạm thời không cung cấp lý do ngừng hợp tác với Nhã Nam. Tôi có thể nói, việc dừng hợp tác không liên quan đến xung đột tài chính hay việc không hài lòng với các đầu sách mà liên quan đến việc khác. Ông Giang nói, trong 9 năm qua, tác giả Đặng Hoàng Giang và Nhã Nam đã đồng hành để cho ra đời 5 đầu sách đem hàng trăm nghìn ấn bản tới tay bạn đọc. Đó là các tác phẩm Bức xúc không làm ta vô can, Thiện, Ác và Smartphone, Điểm đến của cuộc đời, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, Đại dương đen. Chia sẻ về hành trình này, ông Giang bày tỏ tin tưởng và yên tâm với chất lượng các khâu sản xuất và phát hành của Nhã Nam, cũng như hài lòng với khía cạnh tài chính của sự hợp tác. Chính vì thế, quyết định xin dừng công việc của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang khiến tất cả bị sốc. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Tối ngày 17 tháng 4, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng thông báo ngừng hợp tác với Nhã Nam, đề nghị công ty phải lên tiếng về sự việc. Trên fanpage công ty, nhiều người bình luận sẽ tẩy chay thương hiệu nếu phía công ty không đưa ra thông báo, lời giải thích để độc giả hiểu về câu chuyện đang được đồn đại trên Facebook trong thời gian vừa qua. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, hiện khái niệm thế nào là quấy rối tình dục trong hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Các văn bản pháp luật ở Việt Nam hiện chưa thống nhất khái niệm thế nào là quấy rối tình dục. Chỉ có hai lĩnh vực là lĩnh vực lao động và xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự là có nhắc đến khái niệm này. Luật sư cho rằng, theo cách hiểu thông thường và theo thông lệ quốc tế, thì quấy rối tình dục có thể hiểu là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào mà chưa được sự chấp thuận, làm ảnh hưởng tới nhân phẩm của nữ giới và nam giới, được thể hiện thông qua nhiều hình thức như hành động, lời nói, hình ảnh. Có thể xảy ra ở bất cứ đâu như nơi công cộng, nơi làm việc hoặc thậm chí là trên các phương tiện xã hội. Như vậy có thể thấy, đặc điểm của hành vi quấy rối tình dục là hành vi phải có tính chất tình dục. Hành vi này phải là hành vi mà người tiếp nhận nó không mong muốn, nên tạo ra những cảm giác phiền hà, khó chịu, xấu hổ, bất an
và có thể tạo ra sự nguy hiểm cho những người xung quanh. Hành vi quấy rối tình dục có thể ở mức độ lời nói, hành vi, cử chỉ, không có tiếp xúc, nhưng cũng có tác động đến tâm lý, suy nghĩ, lo lắng, xấu hổ, bất an, sợ hãi cho nạn nhân, liên quan đến các yếu tố tình dục. Hành vi quấy rối tình dục nghiêm trọng có thể ở dạng tiếp xúc cơ thể, tấn công tình dục, xâm hại tình dục như dâm ô, cưỡng dâm, hiếp dâm. Bởi vậy, khái niệm quấy rối tình dục cần được hiểu một cách đầy đủ, thống nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế, các chuẩn mực xã hội chung, làm cơ sở để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, bảo vệ quyền con người. Khi có những cách hiểu thống nhất, đầy đủ về quấy rối tình dục và nghiêm túc chấp hành, thì quyền tự do tình dục của mỗi người sẽ được pháp luật bảo vệ, được đảm bảo an toàn và là cơ sở để áp dụng các chế tài của pháp luật. Tiến sĩ Đặng Văn Cường chia sẻ, những hành vi bằng lời nói, ánh mắt có tính chất trêu ghẹo, khiêu khích như nhìn chăm chăm vào ngực, vào mông, hay những hành vi nhèo mắt, đá lưỡi có tính chất tình dục, khiến người khác cảm thấy xấu hổ, bất an, cảm thấy nguy cơ bị xâm hại tình dục, thì đây cũng là hành vi quấy rối tình dục. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, hành vi quấy rối tình dục thì theo tính chất, mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là bằng chứng với hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói, cử chỉ mà không có điểm tiếp xúc trực tiếp. Nếu không có chứng cứ ghi hình, không chứng minh được hành vi hoặc hậu quả của hành vi, thì việc xử lý là rất khó. Ngoài ra, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc xử phạt, xử lý nhiều khi không kịp thời, dẫn đến nhiều vụ việc không được giải quyết triệt để. Nạn nhân cảm thấy ấm ức, thậm chí có trường hợp nạn nhân bị đổ lỗi. Hành vi quấy rối tình dục bị xử lý như sau. Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong những hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục, khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng. Ngoài ra, đối với hành vi quấy rối tình dục còn chịu thêm các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc xin lỗi công khai, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu. Như vậy, hành vi quấy rối tình dục chưa được pháp luật đưa ra bằng khái niệm cụ thể, nhưng đã có quy định về chế tài xử phạt hành chính.